khô rồi đổ, anh em ở đây có đồng nha. À, cô Năm cúng rồi, bây giờ đi gãy gạo ra nha. Gãy cúng cho binh gia tận hưởng những hạt gạo, hạt muối. Phương tám hướng về đây lãnh lương thực khô. Hãy trộn lại, ở xung quanh do cục đất này gần Mã Cậu à, mấy người cũng tới đây ăn ăn rồi đó. Hôm nay là tháng 7 đó, cúng đó. Đây cũng gì ta, cũng binh nè, cũng binh cũng vong cả nhà. Vong linh ở những gần khu mộ cô Năm sẽ gãy ra để cúng họ gạo muối. Binh vong về lãnh gạo muối ăn. Nhớ phù hộ cho cô Năm nha. Phù hộ tôi đây, tôi lên tôi cúc nữa cho. À. Phù hộ đây cuối tháng lên làm tăng nữa. Phù hộ luôn luôn, lúc nào cũng mạnh khỏe. Rồi, mạnh khỏe à, mấy lúc vui vẻ à, trúng số thêm. Không gãy này hả cô? Không, không. À. Nay thì khán giả cũng cũng rất nhiều cả nhà. À, trái cây bánh trái lúc nào cũng linh đình cả nhà ơi. Wow, trời đang mưa thì khán giả bỗng dưng tới đông quá cả nhà ơi. À, có bảo vệ vô nữa nè. Bảo vệ thấy đông quá vô coi luôn cả nhà. Có biến gì nữa rồi cả nhà ơi? Không nói gì mà vui vui đi con. Nói gì vui vui rồi đừng có vui vui như hồi nãy đốt cái tiền nhìn bạc mà thằng giàu nó làm như nước sông vậy. Nó lấy quyền cái tấm bạc nó chùm nó ngồi chổng luôn. Trời ơi. Ra muốn xỉu luôn giờ đứng ăn kìa. Thanh Loan thì tội lắm, Thanh Loan đó, nay Thanh Loan đem trà sữa lên cho uống nữa đó. Đang chân bông trà đào, hồi mình kêu trà sữa cho nó sơm. Hiền rất là hiền luôn mà ai nói bậy nó tôi không chịu đâu. Tôi là tôi thương nó nhất ở đây luôn, nó với con Nhi. Cái cơm trước nó lủi lủi làm như cô Năm hôm trước mà lúc mà chị Hục Phượng lên mà chị lo chỉ đứng tình cờ nói chuyện tí xíu thôi mà người ta la chị lo quá trời. Đúng rồi. Cô có coi mấy comment nói là tình cờ cái sự giao tiếp mà mời nước trà đào uống thôi. Ai vậy mà nói thành lo bích đỡ đó. Mà nó có ngu gì theo Facebook cô Sáu đi mà bị chửi. Đi cũng á. Ai chị cũng nói chuyện hết. Bởi vì hôm nay cô thấy nó lên cô chạy lên cô cúng luôn để gặp chị lo mà chứ theo thấy cô Sáu thì được cái gì đâu đúng không? Bữa hổm là nó buồn nó bỏ nó không lên cả mấy ngày luôn nó không lên. Rồi tôi có điện thoại cho nó lên đi, có gì lên chị lo nói cho mấy tiếng chứ có gì đâu mà em buồn. Nó lên tự nhiên bị người ta chửi nó mình. Thấy không? Hiểu lầm chị lên. Quá hiểu lầm. Thôi giờ tôi cũng xin cộng đồng mạng đừng nghĩ nó là bỏ đít cái đám cần cần kia. Không có bỏ đâu, nếu nó bỏ nó đâu lên đây mà làm trà đào trà sữa cho tụi tôi uống. Lên tận lên 2 ngày đó, mưa gió gì cũng lên. Dạ. Sáng thấy nó chở bó nhang tôi hết hồn, tôi vòng lên với nó luôn á. Dạ. Thiệt sự hổm đây hai chị em không gặp nhau. Dạ. Nó thì tánh nó từ từ dễ thương. Dạ. Còn tôi thì không có từ từ được. Ào ào đi. Thiệt. Tôi có từng nói tèo ào. Có nhiều nói nhiều nó hết, không có nhiều. Đỏ sắp sửa mưa nữa là bà đó, con mưa, ơi. Mưa đó. Còn cây dù nó không biết sao đem lên. Còn cây dù. Còn cây dù.
đó giờ cúng kiến đó, nữa bây giờ là này mưa lớn luôn nha, con nghĩ là mưa lớn rồi. Chào khán giả, tôi đi về á. Dạ, chào từ cô Năm. Vài bữa nó rảnh về không còn rảnh lên nói chuyện không, không nói đi. Đủ rồi thêm đi cô Năm, chưa không, hết tao không nghe. Chưa đủ clip, chưa đủ clip, chưa đủ clip, chưa đủ clip cô Năm, chút thêm cô Năm. Đó thì hôm nay là lên để thứ nhất là để cúng binh, nay cúng tháng 7. Dạ. Cúng cúng này cúng như cúng trước, cúng dùm cho bé Lon, Hồng Lon trước á. Để cho nó tới ngày đó nó lên nó chỉ lo chuyện kia thôi. Còn chuyện cúng binh cúng tháng 7 đây tôi đại diện tôi cúng trước cho nó. Để cho tới lúc đó nó lên nó cũng bận bịu nhiều lắm, nó lo chuyện kia mình lo cái chuyện nào được cho nó mình lo. Hôm đó thì phát tới 2 tấn gạo nha cô. Ờ 2 tấn lần hả? 2 tấn là nhiều lắm đó. Tao xin tới 20 kg lần á. Tiền tới bao mấy triệu á, biết đâu. 2 tấn gạo. Ờ 2 tấn gạo á. Vậy là khán giả ở Bình Dương này lên nha. 2 tấn đó. Lên đây là 2 tấn gạo tôi có tôi chia nữa đó. 2000 kg chứ. Con là 5 kg á. 2 tấn gạo là 2000 kg. Một phần người mấy ký? 5 kg. Cứ 5 kg 10 kg. Ờ dạ 3 là 10 kg. Đúng rồi. Rồi 10 kg, chục người 100 kg, 100 người 1000 kg. Vậy là được 200 người. Hai 2 tấn phải không? 2 tấn. Đúng đúng 2 tấn. Bao 10 kg đó con. Bao 10 kg đó. Vậy là Hồng Loan đem lên đây phát. Dạ phát đây luôn. Từ 7 giờ sáng cho đến 12 trưa nha cô chú. Ban ngày nha. Ủa phát ở đây với nhà Hồng Loan. Ở đây đây. Tại mộ luôn nha. Mà có nha. Thứ mấy? Ngày 29 tháng 8, tức là ngày 14 tháng 7 âm lịch. Ngày 14 tháng 7 âm lịch. Nói ngày tây đi dễ hiểu. Ngày âm lịch. 29 đúng không? Ngày 24 tháng 7 âm lịch nhưng mà là ngày 29 tây ở trên. Mình được cái giờ đây cô. Từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa nha. Rồi, cô là đi mộng giờ chiều là thua rồi đó. Mấy ký vậy đâu có nhiều đâu. À con dặn tôi đi buổi sáng đúng không? Ok, đi buổi sáng thôi. Mấy cô chú đi buổi chiều là thua rồi đó. Rồi. Buổi sáng ghé nha. Từ 7 giờ sáng cho đến 12 giờ nha cô chú. Để nhiều cô chú. Hồng Loan thì phát không nhiều. Phát 5 ký ăn lấy cái lọc để làm cái lễ cầu siêu cho cậu thôi. Nha chứ khán giả đừng nói nhiều ít nha. Dạ. Nói trước. 30 ký là nhiều cô. Ủa 10 hay 5? 30. 10 là 10 mà. Nói gì đó, nội cô Năm bữa nay lên cúng là cả triệu bạc rồi đúng không? À, đâu có tiếc gì đâu. Trời ơi. Lên cúng coi như là Hồng Loan nó phát gạo để cho khán giả cầu siêu cho cậu được siêu sinh tịnh độ nha. Hôm nay tháng 7 này mình phát gạo là tốt lắm. Nhớ nha khán giả. Ngày 14 tháng 7 âm lịch, còn cho là ngày 29 tháng 8. Tây. Từ giờ là từ 7 giờ sáng. Cho đến 12 giờ. Rồi lẹ tay, còn chậm tay hết nha cái nhà. Hôm đó là có ca nhạc nha, có anh Vũ Luân nè, chị Bình Tinh nè, Linh Tý là con của chú với anh Linh Tâm, và Bích Tâm là vợ của Linh Tý. Có đầy đủ bá quan văn võ luôn. Vậy thôi vậy. Rồi. Về nha, mưa tới rồi. Chào cô Lâm. Cô Lâm đứng mà có bảo vệ cạnh. Rồi. Bảo vệ canh luôn cô Lâm. Mưa nghệ sĩ nào cô Lâm. Cô Lan lúc này hướng về sĩ luôn đó nha. Cô Lan vậy ngồi ở đâu có bảo vệ ngồi kè kè bên cạnh. Cô Lan là bây giờ. Dạ nha.